Đây, thùng Nati siêu đẹp nha mọi người. Đây, thùng Nati Unan nhé. Đây, một con máy khoan Nati Unan AZT108 này. Đây, mọi người xem. Đây, tem của nó. Đây, tem này có ghi made in Japan luôn này. Nhiều con nó không ghi made in Japan, nhưng mà nó cũng là bãi Nhật nha mọi người. Đấy, có nhiều con là nó không xuất khẩu, nó chỉ nội địa, nó xài luôn nội địa nên nó không có made in Japan. Đấy, con này made in Japan luôn. Đấy. Trái phải ok, thắng ok cho mọi người, con này full chức năng nhé. Đấy, chậm nhanh này. Đấy, chế độ nhanh chậm này. Đảo chiều ok nhé. Đây, binh chạy đây. Ok. Khoang Nati 12V nha mọi người. Khoang Nati 12V full chức năng nhé. Khoang Nati 12V AZT108 full chức năng. Đấy. Pin còn chạy. Nhưng mà mình nhắc đi nhắc lại với mọi người cho mọi người hiểu nha, là pin còn chạy đây, mình không bao cầm pin, mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Về mọi người xài rồi pin hư thì mọi người đóng lại thôi nhé. Đấy, chứ mình không có bao pin nhé. Đấy, rồi thử qua này. Đấy, cục sạc còn sống nha mọi người, cục sạc còn sống. Đấy, nhanh gọn lại trong người, một con Nati đẹp. Đấy. Ok. Đấy, thùng đẹp nha mọi người. Số 1 850.000. Ok, số 1 850.000 nhiều rồi.